nồng độ cồn vượt mức kịch khung, tài xế thành phố Hồ Chí Minh tấn công cảnh sát 141. Nam tài xế đến từ thành phố Hồ Chí Minh thách thức cảnh sát 141, tôi đang cần thâm mắt, tôi đang cần gãy bớt xương, ông đấm tôi đi. Sau đó người này đẩy một cảnh sát ngã ngửa xuống vỉa hè. Ngày 31 tháng 12, Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ Võ Thành Lợi, sinh năm 1991, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo Công an, đêm ngày 25 tháng 12, tổ công tác Y-11-141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đường Vũ Trọng Khánh, Trần Phú thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Khoảng hơn 22 giờ, cảnh sát phát hiện Võ Thanh Lợi điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào khu vực kiểm tra, Võ Thanh Lợi không xuất trình giấy tờ, nói to tiếng và gây ồn ào trong khu vực chốt. Sau đó, nam tài xế xuất trình bằng lái và căn cước công dân và liên tục nói, cho tôi xin cái tên, tôi sai rồi, các anh muốn làm gì thì làm. Cán bộ tổ công tác khuyên ngăn Lợi bình tĩnh để giải quyết nhưng người này liên tiếp có lời lẽ xúc phạm, hùng hăng thách thức to tiếng, tôi đang cần thâm mắt, tôi đang cần gãy bớt xương đi, ông đấm tôi đi. Sau đó, Lợi giật tay và đẩy một cảnh sát ngã ngửa xuống vỉa hè. Cảnh sát sau đó đã khống chế, bắt giữ Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ. Kiểm tra nồng độ cồn của nam tài xế cho kết quả là 0,798mg trên 1 lít khí thở. Mức vi phạm này gấp 1,97 lần mức kịch khung quy định tại Nghị định 100, 0,4mg trên 1 lít khí thở.